khi nào thì mình lên vào lệnh ngược xu hướng ok từ từ đây đây luôn thế thì bây giờ chúng ta cũng làm cái nhiệm vụ đầu tiên đúng không là ứng dụng cái trường hợp hồi nãy làm thêm một cái ví dụ nữa đây đây con sóng tăng lên đây nó xuống đây tiếp tục tăng thẳng lên tận trên này dạ nó đang nằm tại đây dạ nó phá qua cái vùng này cái khúc này nó mới phá này ok chưa cái level quan trọng của nó nó nằm ở đâu ở đây đối với cái góc nhìn màu đỏ cái level quan trọng nó nằm ở đây à, cái ký đỉnh của nó nó nằm ở đây đúng chưa tiếp tục à, thích thì đo thêm fibo nhưng mà trong trường hợp này ra vẽ thì ra không về được fibo mà fibo thì đâu đó nó chắc trường hợp này thì đâu đó nó nằm quanh đây 0.5 0.618 đâu đó quanh đây thôi nhìn bằng mắt thôi đo cho nó chính xác à, thế thì bây giờ chúng ta thấy cái cái con sóng tăng à, AB này thì chúng ta thấy nó là tăng thành một cái xu hướng. Thế thì key level quan trọng của nó nó nằm ở đâu? Có thể là mọi người chăm chăm mọi người thấy rằng đây là cái key level quan trọng của nó, đây nó phá đỉnh rồi. Key level quan trọng của nó nó nằm ở đây, chúng ta vào cái lệnh mua ở đây, Hết lời sau này B lên trên. Nhưng trong trường hợp này nếu giống vào quá khứ nó đã gặp cản của tham phim H4 rồi á. Gặp cản của tham phim H4 tức là cái cản màu đỏ đỏ á. thế thì coi chừng nhé tại vì cái level quan trọng của h4 nó nằm ở đây và lên tận trên này là nó có lực bán mạnh à, lực bán mạnh mà đường màu đen này cho rằng là h1 chẳng hạn mà h1 nó lên gặp h4 ấy, thì có nghĩa rằng lực bán nó khá là lớn các h với nhau nó không quan trọng lắm đâu tuy nhiên rằng là các tham phim càng lớn thì cái độ uy tín nó càng cao và lực mua lực bán chiếm một đấy nó cũng nhiều hơn nên là nếu mà nó lên đây mà nó đâm thẳng xuống nó phá qua cái key level quan trọng ấy thì lúc này cũng thấy là bình thường thôi bình thường thôi tại vì chúng ta quên mất một cái dữ liệu bên này nó đã là gì rồi nhưng mà nhiều khi chúng ta không giống qua quá khứ chúng ta không coi đó là đã là gì rồi á mà nhìn qua nến á thì chúng ta cũng thấy được cái điều đấy luôn khả năng cao lên ở cái vùng này này thì chúng ta sẽ thấy được là những cái vùng tình tiễn đi ngang nó rất là nó rất là nhiều râu nến và cực kỳ khó chịu và chúng ta thấy một cái dấu hiệu điện điển hình nhất ấy là cái đỉnh sau này này với cái đỉnh trước này này ừ. cái đỉnh này này màu nào cho nó cái đỉnh này với cái đỉnh này nó xám sát cái độ cao nó không cao bằng cái đỉnh này cái độ cao nó ngắn dần cái lực momentum nó yếu dần yếu dần yếu dần lấy vào biểu đồ cụ thể nhé uhm. đây biểu đồ cụ thể đây cái level H4 đúng không? Nó tăng lên đây này Ở đây nó có một cái nhịp đi ngang thôi Nhưng mà ai nhìn vào thì có thể thấy hồi Hoặc là có thể thấy đi ngang với già trong đoạn này đi ngang Trong nó lên một xíu này Mấy cái mấy cái cái, cái, cái nến này này Nó cứ san sát san sát nhau gần này Gần này, gần này, gần này Nó không bứt phá qua mạnh mẽ Nó không bứt phá qua mạnh mẽ Thì nhìn đến thì chúng ta cũng thấy được cái dấu hiệu lực mua Lực bản thông quan đến ở cái giai đoạn đấy luôn Hoặc là trong trường hợp này chúng ta cũng thế À, thấy ở đây có một cái linh nhịp bán xuống đúng không nhịp bán xuống ở đây đó ở đây này nên nó cứ san sát san sát nhau đây này cái đỉnh cái đáy này và cái đáy này này nó cứ san sát nhau nó cứ san sát nhau à, nó cứ san sát nhau và sau đó thì sao nó bật tăng lên ừ. thì thông qua đến thì chúng ta cũng thấy được cái điều đó một là nó san sát nhau hai là cái râu nó nhiều nó tóm lại là có nhiều dấu hiệu để chúng ta nhìn thấy lắm hoặc là hoặc là thông qua nhân quả cũng thấy luôn trường hợp là nó về là tận đây lực mua lực bán không để lại nhân quả ấy, thì chúng ta thấy được bây giờ nhá à, bê luôn cái khúc này dùng to lên để chúng ta nhìn nhá thế thì ở cái khúc đấy thì cái con sóng trong này thì nó sẽ đi kiểu này này đi từ đây xuống đây lên đây đúng không đỉnh sau cao đỉnh trước để sau cao này trước hình thành một cái xu hướng tăng đúng không và xu hướng tăng này thì chúng ta thấy gì đáng lẽ nếu mà nếu mà nó phá qua cái vùng này đúng không ở đây là phá vừa thật ở đây là hồi thật đây là cái kia của nó đúng không thì khả năng cao ở đây chúng ta sẽ để lại một cái vùng đi ngang ở đây này rồi nó mới đi lên tuy nhiên nó đi lên đi ngang gì ở đấy thì cái khúc này nó sẽ phải để lại nhân quả chắc chắn phải để lại nhân quả còn nếu nó không để lại nhân quả coi chừng coi chừng đây vào biểu đồ thực tế tìm cho cái không để lại nhân quả đây đây, cái khúc này đây. Hai cái đáy này. À, một đáy này. Đúng chưa? Đến một đáy bên này nữa này, này. Đúng chưa? Thế thì... À, đây là cái đáy của nó. Nếu mà ai cứ chấp chấp nhất vào nến mà giá nó phá qua đấy. Thì đây, giá xuống đây. Nó hồi lên đây. Nó phá qua cái 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 này. Mà nó 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 đóng đến một chút ép thế này thôi. Sau đó nó có sự rút trâu ở đây. Thế thì cái khúc này nó không để lại nhân quả. Thế thì bây giờ chúng ta lấy ví dụ từ hỏi thôi. Nếu mà khả năng ở nếu mà khả năng cao lực bản nó là chiếm thế thượng phong ở đây rồi đẩy giá xuống dưới, phá qua cái vùng này mà dưới này nó không có lực mua nữa thì giá nó sẽ phải khiến giá đẩy mạnh đi xuống tầng dưới này luôn cơ, phải đi ra nữa cơ. Nhưng mà điều gì khiến giá nó lùi lại ở đây? Thế thì khả năng cao ấy là lực mua nó đã lao vào đây rất là mạnh mẽ nó phá lên ở đây thế thì trong trường hợp này chúng ta thấy rằng là mô hình hai đỉnh thất bại À, nhập xin lỗi trong trong trường hợp này thì mô hình hai đáy thất bại nó tiếp tục là khiến giá nó đi lên thôi thì cái này là dấu hiệu nhận biết sớm Vô cái mấy cái vùng sai quay mà giá hay nói với mọi người á nó cũng nhìn nó cũng giúp mọi người nhận ra được cái điều đấy mà đó thì trong cái trường hợp này này thì chúng ta xét về tâm lý để lý giải cái vấn đề này cho mọi người nhé nó có nhiều cách lý giải lắm và một trong số đó mấy cái cách lý giải lý giải dễ hiểu là như sau này đây là cái đỉnh của khu của nó trước đây đúng Nó nằm ở đây đúng chưa? Nó nằm ở A này Nếu mà đỉnh cũ của nó nằm ở A ấy Thì nhiều người không biết mua ở A rồi Thế thì lúc mà giá nó giảm xuống dưới, dưới B á Thì nhiều khi bán ra rồi chờ chỉ, chỉ hy vọng về nó về cái điểm C này á Là chốt, chốt huê thôi Là mừng lắm rồi Chưa hy vọng là về, về đến cái điểm D này đâu Tới C là cắt ra hết rồi Và những người mua được ở B á Thì tới C người ta cũng cắt ra Tại vì người ta cũng không biết được rằng là nó nó có phá qua qua C để đi lên tầng D hay không thì không biết. À. Vậy thì tại cái điểm A này lúc trước người ta đang kẹt cái lệnh ở đấy thì người ta sẽ có một cái lệnh bán ra ở đây. Tiếp tục, những cái người cho rằng là a à, cái A này nó làm cái đỉnh thế thì người ta sẽ vào một cái lệnh sell limit đặt SL sau này nó cũng nằm tại đây luôn. Còn người mua ở B thì người ta mua mua B lên tận xe thì người ta có thể là chốt ra trước xe một xíu, đó. Thế thì khả năng ở đây này, quanh 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 ở đây nó sẽ nằm ở đây rất là nhiều. Và nếu mà giá nó vượt qua một cách mạnh mẽ, thì khả năng cao là phía trên này thì đã bị người những người vào lệnh sell limit ấy, thì sl đã bị sl hết rồi, đúng không? Còn mà những người mà thấy ở ừ, giao dịch theo kiểu breakout ấy, giá nó phá qua a rồi thì sao? Bây giờ vào một cái lệnh, vào một cái lệnh mua, mở lệnh mua ở đây luôn, mua lên, đó. Thế thì lúc đấy nó sẽ tạo ra rất là nhiều áp lực kép tại đây. Dẫn đến nguyên nhân hệ quả rằng là giá đây, ghi xuống chỗ này nhá Dẫn đến một cái nguyên nhân hệ quả rằng là nếu mà giá nó hồi về đây, giá nó phá qua cái vùng này thì khả năng cao lên đây này, nó sẽ tranh chấp một thời gian sau. Sau đó nó sẽ phá qua một cách cách chít rất chít khoát ở đây để lại một cái vùng mất con giá ở đây. Và kiểm đến cái biểu đồ để cho mọi người nhé. Uhm, đây. Cái vùng này nhìn vào thấy luôn. À, đây, cái vùng này. Đây là cái vùng đỉnh cũ của nó đúng không? Lúc mà nó về cái đỉnh cũ của nó này, thì chúng ta nhìn thấy gì? Một cái râu nến lên đây, nó đập giá xuống đây, có nghĩa rằng là à, có lực bán từ chỗ giá xuống ở đây và tiếp tục một cái nến này này, nó là một cái cái nến đi ngang. Cái nến xanh đâm lên này nó cũng là một cái đi đi ngang, nó dấu hiệu nhưng mà nó vẫn đi ngang cho đến khi có cái nến xanh này đâm mạnh lên trên đây, thấy không? Một cái nến rất chít khoát đâm mạnh lên trên, phá qua toàn bộ cái vùng này cái vùng đỉnh này này tại vì thông thường mọi người cứ để ý đấy cái vùng đỉnh hoặc vùng kia thì khả năng cao nó sẽ có những cái biểu đồ nến đi ngang thế này này hoặc là đi ngang nhiều hơn nói tóm lại kiểu gì kiểu nó cũng là đi ngang ờ à, nó cũng là đi ngang ở đây tại sao mà cái nến này được gọi là đi ngang trời ơi, đơn giản thôi à, đây vào cái biểu đồ giản đơn trước nhé. à, đây đây là một cái cái nến đúng chưa đây là một cái cái nến và tiếp tục đây là một cái cái xanh cho dù màu xanh hoặc màu gì trong này đi chăng nữa mà nó không động đến qua khỏi cái vùng này thì chúng ta gọi tất cả các cái nền trong này đều là đi ngang. Hoặc là cái này trong nền thì người ta gọi là inside bar, outside, à, inside bar gì thì phải. Ờ, à, dạ không nhớ. Ờ, ừ, ừ, hình như inside bar, dạ không nhớ rõ lắm mọi người thông cảm. Dạ không nhớ mấy cái tên đấy. Đấy, thì trong trường hợp này chúng ta nhìn thấy đây là một cái nền đúng không? H4 nó như thế này đó, nhưng mà vào M15 đi. Nguyên một chùm đây. Này, M15 này. Có phải là nguyên một chùm không? Nó lên đây này, nó từ chỗ giá này, nó bắt đầu đi ngang ở đây này. Đỉnh sau không tạo không cao hơn đỉnh trước này. Đáy sau nó cũng không thấp hơn đáy trước này, nó đi ngang này, đi ngang một chùm này. Cho nên là già mới nói với, nói với mọi người đúc kết cho mọi người một câu đấy đó. Râu nến của tham phim lớn là đỉnh đẩy của tham phim nhỏ. Nhìn nhiều nó quen à. À. Mà cái này chắc là không ai nói với mọi người Ít lắm Thì cho đến cái cái nến này này Cái nến xanh này này Đâm mảnh bứt phá qua lên này mấy cái, cây nến xanh liên tục này này Bứt phá qua lên thì chúng ta bảo rằng là a à, trên này nó không còn lực bán nữa Lực bán nó đã hết rồi Thì lúc này chúng ta gọi đây là phá vừa thật Còn mà như thế này thì không được gọi là phá vừa thật nhé Nhưng mà mấy cái râu râu này này Thì nó chỉ quẹt râu ra thế này Thì nhiều khi chưa phải là phá vừa thật và nhiều khi trong trường hợp này thì nó nó về đấy thì chúng ta canh canh cái điều gì nếu trong trường hợp nó phá lên một cái cái nến xanh này thì chúng ta bảo rằng là đây nó đã phá vào thật ai muốn mua lên thì cứ, cứ, cứ tiếp tục mua còn chả dù ở đây không hình thành cái cái nến xanh thì sao chúng ta muốn bán xuống thì sao được luôn chờ nó phá qua cái 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 vùng dai quay đi ngang dưới này này của cái nến xanh này đóng lên xuống dưới này thì chúng ta bảo rằng là ở ờ, mô hình hai đỉnh thất bại tạo hai hai đỉnh thôi bán xuống lướt ừ Tuy tình huống thực tế mà mà đương theo tùy tường chứ không phải là lúc nào chúng ta cũng nhất nhất là có một cái phương án duy nhất đó thì đó nó là về nến rồi quay lại ở cái vùng này thì nó sẽ cần phải để lại cái nguyên nhân hệ quả ở đây nguyên nhân hệ quả này thì nó có nhiều hình thái trạng thái của nó khác nhau lắm để tìm cho mọi người trên chạc cho nó cho nó mọi người dễ hình dung này ờ đây cái khúc này ở ờ, đây nó xuống này đi từ trên này xuống tận dưới này đúng không? Về đây nó đi ngang này tất cả các cái nến này đây là tham về bốn giờ nhé. Đó, tất cả các cái nến này nó đều nằm tròn trong cái cây nến đỏ này cái nến đỏ của cái nến bốn giờ này này Đó. thì chúng ta bảo rằng là nguyên các cái đống xà bóng trong này vào tham về một chiều hoặc tham vào tham về m 15 hoặc thậm chí vào tham về m m một mặt tay á là gọi là chết như rửa luôn vì sao chết thay vì nhìn vào thấy luôn này râu quẹt lên quẹt xuống liên tục mà râu lên ở tham phim lớn là kỳ của tham phim nhỏ mà chúng ta đã thống nhất ban lại ban ban đầu ở, ở cái khúc này rồi đúng không xu tăng này kỳ, này kỳ này Kỳ là vụ quan trọng của tham về nơi khởi nguồn này Kỳ là vụ quan trọng các kiểu thì nếu mà chúng ta đặt sl sau cái râu này này vào tham phim m năm cho coi luôn này không biết là giờ dạ không biết là có tua đến tới được cái khúc đẩy hay không không tua được vào m mười coi đây vào m mười thì cũng đông rồi đó đó à, vào m mười thì mọi người thấy này rất là nhiều cái nến ở đây đúng không đỉnh này định này đẩy 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 này thậm chí quẹt xuống đây này chết hết cả cái mỡ này luôn cho nên là xác định đỉnh đẩy như thế này á mà chúng ta chỉ cần xác định được cái này ấy là rất là chết. Thế thì chúng ta bắt đầu là hình dung ra được à, vậy thì có cái những cái yếu tố nào hình thành nên một cái key level quan trọng và chúng ta xác định nó một cách uh, tốt hay không. Thay vì chúng ta đừng có vòng mấy cái mớ này, có có những cái yếu tố nào để hình thành nên một cái key level quan trọng để chúng ta giao dịch cho nó an toàn. Có, có cái đấy. À, cái đấy là gì thì để hôm nào là nói cho mọi người mà già cũng từng làm video để già up lên trên youtube rồi đấy mọi người thấy này khúc này nó đi ngang đúng không sau đó nó quét qua ở đây một chút xong nó cái nến xanh này nó đâm thẳng mạnh lên tận trên này nó phá qua cái vùng đi ngang này thậm chí phá qua cái đầu này luôn thế thì ngay lúc này chúng ta bảo rằng là à cái thời điểm cái nến xanh này đóng nến á đó, mình vẫn chưa chắc nhé tại vì lỡ may sau đó một cái nến đỏ đâm mạnh xuống tận dưới này thì sao ai biết mà và trường hợp ấy xảy ra là nhiều nhé Tại vì nó xảy ra ở cái khúc này rồi này Mọi người có để ý không? Ở đây nó có một cái râu quét qua cái cái nến màu đỏ đỏ này này Cái râu nến này quét qua này Đó Rồi chúng ta nghĩ rằng là à, ở đây nó quét qua ở đây là Lực mua nó đã lao vào rồi vào một cái lệnh mua ở đây đặt SL sau này Thì cái cái nến màu đỏ này bị stop hẳn SL luôn rồi khỏi khỏi ý kiến ý cỏ Cho nên là cái nến xanh này đóng ấy. Tại vì da đã bị mấy lần như thế này rồi cho nên là Câu thần chủ tiếp theo khi vào lệnh á. Là chờ đóng nến chờ đóng nến chờ đóng nến à, nhiều khi nó dẫn dạ nến nó nó bắt đầu di chuyển ở đây thôi, nó chưa đóng nến đâu xong mình bắt đầu rồi vào thôi vào thôi không vào lỡ cơ hội mất bây giờ đó kêu kêu thế Nhưng cái câu nói nhỏ trong đầu nó cứ hiện diện lên trong đầu như thế xong mình vào xong nó rút râu xuống thế này xong nó xuống cắn SL luôn xong sau này là dù gì thì dù đóng nến xong mình tính xong sau này nó động đến xong á mình còn sợ mà động đến xong mình cũng chưa dám vào đâu động đến xong rồi chờ thêm cái nền tiếp theo ấy nó có cắm ngược xuống dưới hay không cắm cái nền tiếp theo mà cắm mò xuống dưới ấy. là còn chết nữa nhưng mà không cái nền này đâm sạch à, ok trường hợp này tìm kiếm cơ hội mua cái nền xác nhận này này cái nền xác nhận phạm dấu hiệu xác nhận này chờ thêm xác nhận một cây này cho an toàn thế thì ở đây có nhân quả không có có lực mua mạnh mẽ thì sao tạo ra một cái vùng mắc bằng giả quanh đây đó thế thì rất là tốt sau đấy thì vào mua thì mua nó đúng đi xa luôn ở cái phần đỉnh đáy thì chúng ta hay thấy được rằng là cái cái đấy cái nhân quả tiếp theo cái khối order block Mọi người hỏi về khối order block và 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 rập khuôn này khối order block là một cái nến giảm giá cuối cùng trước khi giá tăng có để lại vùng mất bằng giá đây đúng chưa đây xác định đây khối order block Thế thì khối order block nó được hình thành khi nào và tại sao thì chúng ta vào tham phim nhỏ khung D chúng ta thấy là order block đúng không? Nhưng vào tham phim H1 và các tham phim nhỏ hơn ấy, thì nó là một vùng giả đi ngang hoặc là tham phim bốn giới thì chúng ta thấy được rằng là nó là một cái vùng giả đi ngang ở đây nó một vùng giả đi ngang quét trâu lên quét trâu xuống liên tục đây và sau đó nó đâm thẳng lên trên thế thì trong trường hợp này chúng ta thấy được à, nó là nên giả đi ngang thôi À, cho nên là hiểu sâu sắc về khối order block chúng ta cứ hiểu một cái cách đập khuôn rằng là gì nhỉ à, khối order block rằng là phải cái nến cái nến giảm cuối cùng được khi giá tăng đúng không à, đây giờ lấy cái ví dụ này à, ra làm xuống tăng đi làm xuống tăng à, mà thôi nói trên biểu đồ luôn thì mọi người tự hiểu đi không đêm chúng ta nhìn á ở đây thấy là một cái nến màu đỏ hết đúng chưa nhưng vào tham viêm nhỏ hơn ấy, thì chúng ta thấy nó là ừ rất là nhiều cái nến hoặc là các vùng nến đi ngang tại đấy cho nên ấy, là nhiều khi đừng có rập khuôn vào ở tìm một cái cây nến đỏ khác màu khớp, nhiều khi nó là một nền giá đi ngang thì sao đúng không à, cho nên là nhà ừ, muốn mọi người có một cái tư duy đừng có cố chấp vào những cái À, hình mẫu hoặc là những cái à, những cái nó à, thật là cứng ngắc trên biểu trên thị trường với giá bây giờ giá đâu có cứng ngắc bao giờ đâu luôn luôn linh động đó rồi thì cách đầu tiên là chúng ta vẽ sóng ra nói sóng sóng kiểu này kiểu kia kiểu này cũng được ok chưa một cách cách số 2 á là chúng ta ứng dụng những cái mà chúng ta không quan sát mấy cái đấy mà chúng ta coi cái biểu đồ gần chúng ta nhất là có cái vùng này này là có cái vùng này thì chúng ta cũng thông quan đến thông qua cấu trúc nếu mà chúng ta quan sát đủ các yếu tố ấy, thì chúng ta cũng nhận định được rằng là a à, ở đó nó đang có vấn đề gì rồi tại sao ở đó nó có nhân mà không có quả là coi chừng coi chừng chúng ta đang thiếu một yếu tố nào đó, đó. xác định là kia xem xem đây có phải là cái gì trong quá khứ hay không hoặc là cái kia là một con chúng ta sẽ, sẽ xác định sai rồi chắc chắn luôn có hai yếu tố đang gặp vấn đề tại vì giá đang hiện diện ở đây nó đang diễn ra ở đây mà chúng ta thấy được rằng là nó đang có vấn đề tức là để chúng ta vào được lệnh đọc hiểu thị trường ấy thì thì với giá có nhiều cái cách thức để mình đọc lắm đọc cấu trúc là một này đọc lực mua lực bán tất cả mọi yếu tố giá đều quy vào cung cầu lực mua lực bán của thị trường hết vì bản chất của giá làm sao giá nó di chuyển vì giá di chuyển là vì có lực vì vì có sự mất cân bằng giữa mua và bán cho nên khiến 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 giá di chuyển là vì sự mất cân bằng giữa mua và bán cho nên mới khiến giá di chuyển mà làm sao để phân tích biết được cái mua và bán nó 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 nói gì ta cái ngôn từ gì ta quên mất rồi làm sao để biết được sự mất cân bằng giữa mua và bán nó diễn ra như thế nào thì thông qua rất là nhiều yếu tố và kết quả cuối cùng là chúng ta ừ cùng quy ra một cái cái kết luận hết. Thế thì với giai thì giờ có một cái tiên đề như sau, đầu tiên là nến, sau đó là cấu trúc. À, sau đó là cấu trúc à, không, ừ nến, cấu trúc nhưng mà cấu trúc đặt lên hàng đầu, sau đó mới đến nến. Thì viết lại cho nó chuẩn này. Là cấu trúc thị trường. Cấu trúc thị trường đặt lên hàng đầu, sau đó đến nến. À, mà thông thường hai cái này nó là liên kết mật thiết với nhau, nó không tách rời được tại vì nếu mà chúng ta muốn xác định được cấu trúc thị trường thì có nến chứ không có nến làm sao xác định cấu, cấu trúc thị trường và nến nó đưa cho chúng ta rất nhiều thông tin giá mở cửa giá cao nhất giá thấp nhất giá đóng cửa bốn cái thông tin đấy mà mà nó không phải là một cái cái, cái nến mà có rất là nhiều cái nến cho nên là chúng ta sẽ có đọc được rất là nhiều thông tin từ thị trường đó và sau đấy chúng chúng ta đọc cấu trúc thị trường ra tất cả các yếu tố đấy chúng ta đều có thể là quy ra được có thể sẽ ra được tất cả các tiên đề đều đều sẽ phải suy ra à, tất cả các tiên đề đều đều phải suy ra à lực mua lực bán đang diễn ra như thế nào chúng ta có thể đọc hiểu được thị trường bên nào đang chiếm ưu thế từ đấy chúng ta mới bắt bắt đầu đưa ra kế hoạch mua hoặc bán hoặc là kế hoạch không mua không bán thì mua khi nào bán khi nào sl đâu tb đâu quên mất à, nhưng mà trước mắt là cần phải đọc hiểu thị trường và những cái này này là lưu ý đây là những cái đọc hiểu thị trường đừng có cố chấp quá vào mấy cái